chưa rồi xong. Nói cái gì nữa? Nghe suốt rồi. Có để nhà này yên không? Muốn yên thì đừng khởi nghiệp nữa. Anh đừng mang tiền đi đốt nữa. Anh hiểu không? Này, này, cô bé bé cái mồm không? Muốn cả làng cả xóm này biết à? Tôi không bé đấy. Cả cái làng này còn ai lạ gì anh nữa? Ôi, tôi không hiểu kiếp trước tôi ăn ở kiểu gì, tôi có nợ nần gì anh không mà sao kiếp này tôi phải trả cho anh nhiều thế hả Tiến? Tôi trả hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác mà anh có tha cho tôi đâu. Anh đúng là cái thể loại phá của truyền thống đấy Tiến ạ. Đi đâu hả? Đồn hại. Mày có biết trong cái đơn soạn sẵn của con vợ tao ấy, nó ghi đến 7 lý do để mà bỏ tao không? Xin mời. Thôi rồi, anh xin lỗi vợ. Phải là 8 chứ. Anh không phủ nhận. Em là chủ gia đình. Em nuôi con. Em nuôi anh. Anh vẫn chưa làm tròn được cái lời hứa mà lúc hỏi cưới em. Anh vẫn chưa nuôi em được ngày nào cả. Anh đồng ý. Đúng như em yêu cầu. Tức là anh chọn bạn anh và anh bỏ vợ bỏ con đấy à? Anh chọn cách để làm một người đàn ông, là người khiến cho em và con có thể tự hào. Chị cần quản lý phải có mắt thẩm mỹ nên hôm nay chị đề xuất cả hai đứa về làm cho chị luôn. Thật thế ạ? Thật. Nhưng mà có điều kiện chứ không ngon ăn nhá. Chị bước lên cẩn thận nhá. Chỗ này hơi trơn đấy. Thôi chị đều bước. Bố làm gì đấy? Mày nhận ra tao là bố à? Đâu? Mày đi làm mệt quá cơ. Đi theo tao. Đâu con? Đi. Bố làm cái gì đấy? Đi. Em cứ tưởng là chị phải bỏ lão Tiến lâu lắm rồi cơ. Em đi 5 năm về mà vẫn thấy chị khổ sở với lão ý đấy hả Thu? Thì cũng đâm đơn ly dị 3 lần rồi đấy. Em cũng nể chị thật đấy. Phải em nhá. Kể cả có con, em cũng bỏ. Tao thì thất nghiệp. Xong người yêu bỏ. Thằng Tiến thì bỏ vợ. Hương người bà ốm. Anh em mình bây giờ chả có gì ngoài có nhau. Ở cái làng này các anh nổi tiếng là bộ ba ăn hại. Nhốt nó lại. Không cho thằng Thắng giao du với hội thằng Hưng thằng Tiến nữa. Chúng mày phải tách nhau ra thì chúng tao mới sống được. Anh định lấy tiền của em cho ông Hưng chứ gì? Bỏ Quách nó đi. Giờ chọn đi, tôi hay hội bạn của anh? Tao không có đứa con như mày. Cút. Ba mình đã đen lại còn nhỏ. Chúng mày, tao mà biết chúng mày lấy trộm vàng của vợ mới đi về lãi tao đã. Đã thế anh mày lại khởi nghiệp tiếp. Điên à? Hai thằng chúng mày bó đâu ra tiền? Em vẫn còn tiền để dành á. Còn anh em mình coi như là mở một công ty, mua đứt luôn cái vườn dược liệu, mua luôn kiosk, bán xà phòng. Thôi, đừng mộng mơ nữa, ông đi nấu cơm đi. Cái việc làm xà phòng này, nó là tâm huyết của tao đấy. Kiểu gì tao cũng sẽ không bỏ đâu. Vì anh em, nhất định tao sẽ cố gắng.